Chính phủ đã thảo luận kỹ, đưa ra 10 chữ trong năm nay. Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả. Vậy là phương châm hành động của ngành công thương là gì để mà có thể thúc đẩy cái này? Có phải chăng đó là đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, hiệu quả hơn nữa? Tôi đề nghị các đồng chí chú trọng một số cái nội dung sau đây. Cái việc thứ nhất là một sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành và địa phương. Đây là một cái tinh thần, một cách làm rất cần được tiếp tục phát huy hơn nữa trong chỉ đạo điều hành năm 2018 và các năm tiếp theo. Thứ hai, đó là cái đổi mới tư duy, xác định tầm nhìn dài hạn. Việc thứ ba, đi liền với đó, đổi mới tư duy là cụ thể hóa về thể chế chính sách. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 18-20, triển khai hiệu quả các biện pháp bình ổn giá cả thị trường, tiếp tục điều chỉnh theo lộ trình giá hàng hóa dịch vụ do nhà nước quản lý v.v. Tất cả các đơn vị của chúng ta, kể cả quản lý hành chính, quản lý nhà nước đến các đơn vị sản xuất kinh doanh, các việc ứng dụng khoa học công nghệ trong lúc này rất quan trọng để hạn chế thấp nhất sự phụ thuộc, cũng như là chủ động hơn trong việc nâng cao giá trị gia tăng. Nếu không có khoa học công nghệ, không thể cạnh tranh. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tập đoàn, tổng công ty, mỗi đơn vị tư nhân, các nhà nghiên cứu công nghiệp, thương mại, mỗi hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân cùng hành động, cùng quyết tâm để biến những mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề của đất nước thông qua ngành công thương, một trong hai cái thứ của đất nước phát triển bền vững. Cho nên tất cả chúng ta phải hành động, phải suy nghĩ và làm việc để hội nhập sâu trong thời đại khoa học công nghệ ở cái mức mà chúng ta đang phải vấp phải. Chính vì vậy ngành công thương phải có bước tiến mới, đi trước đón đầu ra sao trong phát triển là vấn đề lớn mà chúng tôi nghĩ rằng đông đủ các đồng chí lãnh đạo của bộ, của các công đơn vị thuộc bộ nên suy nghĩ và hành động để chúng ta đón xuân mới với một cái tâm thế, một cái nhiệm vụ rất nặng nề, không chỉ 2018 mà những năm tiếp theo.